Rồi ở cái video trước là mình design xong cái phần là trạng thái tiêu đề rồi đặt lại tiêu đề. Bây giờ mình sẽ dịch chuyển cái bảng vào ở giữa. Bây giờ dịch chuyển mà bảng vào giữa á. Bây giờ các bạn nhìn lên đây đi. Ví dụ như cái màn hình có phải là chiều 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 rộng đây nè, đây nè. Là 80 không? 80. Mà để bảng nó vô giữa, chẳng hạn như bảng là kích thước nó là 9 đi. Là x bằng 9 á, số dòng đi, dòng bằng 9 đi. Dòng bằng 9. Nếu mà chuyển để vô giữa có phải là 80 chia 2 không? 80 chia 2 là bằng 40 đúng không? Nhưng mà do ở đây nè nó sẽ có 9 cái ô, là kích thước nó dài 9 nữa. Vậy nếu như nó vô giữa ở đây, cái nó vẽ cái bảng ra đây thì nó sẽ ra xéo ở ngoài đây đúng không? Tại vì cái dòng này có kích thước là 9 nữa mà. Cho nên là 9 mà ở đây là chia 2 nè, là 40 nè. Thì giả sử mình vẽ con chỏ đầu tiên ở đây nè, mình vẽ ngay đây thì đâu có được đâu, cái bảng nó xéo qua. Cho nên đó là phải công thức gì, là cancel, cái biến là cancel nè, width đúng không, chia hai nó sẽ trừ cho cái gì, trừ cho cái là dòng chia 2. Chẳng hạn như là 80 chia 2 là ra 40, 40 trừ dòng chia 2 là 9 chia 2, 9 chia 2 ra là 4,5. 4,5 nhưng mà nó không có làm tròn. Nó trong lập trình mình nữa là trừ 4, vậy có phải là còn 36 không? 36 nó hụt vô đây 4 ô. Chẳng hạn như ở giữa đây nó hụt vô đây thì ít ra cái bảng á ở đây nó cũng vẽ ra nhìn nó ở giữa một tí. Đúng chưa? Vậy ta sẽ lấy cái công thức này. Thì bây giờ nè, ta viết một cái hàm gọi là cái hàm lưu tọa độ bảng. Ta kế một cái hàm ha, và phải có tọa độ x, tọa độ y. Bây giờ ở đây là tọa độ x y vẽ bảng kỹ sọt đi, không cho kiểu này à. Tọa độ y rồi, tọa độ x, tọa độ y, và ta sẽ thiết kế một cái hàm là lưu, cái hàm lưu tọa độ bảng thì s tọa độ x nó sẽ bằng được tính như thế nào, và có phải là console hồi nãy mình có tính cái đó, width chia cho 2 trừ cho ct bảng chấm dòng chia cho 2, đó là tọa độ. Rồi tọa độ y sẽ bằng, nhìn vào cái hình bên đây, khi mà mình vẽ lên á, mình vẽ lên ha, vẽ lên đi, tưởng tượng nha, ở đây đi, bây giờ tưởng tượng nè, dòng nè, không, dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4 là 0, 1, 2, 3, 4, vậy có tất cả là 5 dòng. 5 dòng. Và nếu như mình kẻ thêm cái đường màu trắng này nữa nè, thì nó ở đây, ở đây nè, là 6 dòng. Vậy thì cái bảng nó chỉ là vẽ trong cái phạm vi này thôi. Thì x thì nó không có thằng nào rồi, x không có hai bên hẹp lại, nhưng mà cái thằng y khác tí là ở trên nó bị chiếm hết một số diện tích rồi. Vậy có phải là vẽ bảng là cái tọa độ tính từ đây xuống không? Tính từ đây xuống, vậy có phải là console trừ 6 không? Trừ cho 6, đúng chưa? Console trừ cho 6 chia cho 2, cũng giống như công thức x thôi, chia cho 2 trừ cho cái tọa độ cột chia cho 2. Vậy console
x trừ cho 6. Rồi. Đây nè, chia cho 2. Và nó trừ cho CT bảng chấm S cột chia cho 2. Ra tọa độ x, tọa độ y. Rồi bây giờ á, mỗi lần mà tao vẽ thì ở đây nè, hồi ở cái video trước khi mà mình tạo hai cái hàm này mình có nói á, cái hàm này nè, thằng x thì tạo hàm thì đúng rồi, nhưng mà thằng y đâu có thay đổi gì mà tại sao vẫn phải tạo. Bây giờ nè, áp dụng vô thôi là s tọa độ y đó, cộng mỗi lần vẽ bảng thì ta cộng tọa độ vào, cộng thêm vào đó, thì nó sẽ vô giữa thôi, đúng không? Thay vì vẽ ở tọa độ 0,0 thì bây giờ vẽ tọa độ 0 cộng thêm cái tọa độ bảng này vô à. Rồi chẳng hạn như giờ là đó, bây giờ là bắt đầu là mình gọi mấy cái hàm này ra được rồi nè, coi coi bảng nó vô giữa không ha. Không được, quên, cái hàm khởi tạo là phải tạo mảng, tạo bơn ngẫu nhiên trước khi vẽ bảng là, rồi cái hàm lưu tọa độ bảng nè. Nó vô giữa rồi nhưng mà nó hơi xéo ông đây tí xíu, vậy mình chỉnh lại thôi, chỉnh lại trừ cho thằng này hả, gì không xéo qua cái phía bên kia hả, vậy là thử trừ cho thằng này thì nó xéo qua múc bên kia luôn á, nó ra giữa rồi nè, ra giữa rồi, thì trừ cho cái dòng luôn khỏi chia hai. Đó, nó vô giữa rồi nè, nhưng mà nó còn ở trên quá, tại vì nếu mà mình vẽ cái map 24:24 thì nó sẽ lên trên nhiều lắm, cái hàm phải tạo đâu rồi. Chẳng hạn như giờ vẽ thử cái map 24:24 ha, 24:24 rồi thì nó lắng lên trên nè, vậy đâu được đâu, lắng lên trên nè. Vậy thì cái này bỏ chia 2 ra luôn đi. Thằng này khỏi chia 2 luôn. Vẫn chưa vô giữa. Lấy thằng này cộng, rồi lấy thằng này chia 2. Vẫn không được. Cộng thêm 6. Đây nó xuống rồi nè, xuống này đi xíu rồi, cộng lên 7 đi. Đó. Rồi bây giờ thử vẽ cái map 99 đi rồi. 99 đó, nó vô giữa rồi. Thử vẽ cái map 16 thử ha. Đó, vô giữa rồi nè. Rồi 99 đi. Xong, dịch chuyển được cái bảng vô rồi. Tiếp theo là ta sẽ đi xử lý sự kiện thắng thua. Thì ở đây từ từ cái vẽ vẽ trạng thái đâu rồi,
về trạng thái game. Ở dưới cuối đây, chạy dòng for, copy trên đây xuống nè. Ở đây là set là color 7. Cái tự xuống dòng std cl std xuống dòng rồi đó, thì cái nó hơi xấu ha, hơi xấu, cả nó đi nè. Cái này là trạng thái nè đó, còn cái này là cái tiêu đề nè.